mình anh. Và không tin sóng gió mai trao về anh. Ngày nào đó anh sẽ hiểu em rõ hơn. Vậy nên em phải tin và chỉ yêu mình anh suốt đời. Em mãi chỉ yêu mình anh. Yêu
đuốc nổ ô bập bùng đèn hành nưa, sóng bom bo dồn ra tiếng chảy khuya, bồng con ra vọng đê đồng đưa ra gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Cách mạng cần gạo nhiều để đánh
của cháu Ân, họ Ngoại. Tôi xin trân trọng giới thiệu bác Lê Mạnh Tuấn là trưởng tộc của bên ngoại của cháu Ân, và bác Lê Minh Quân là trưởng nam của gia đình nhà cháu Ân. À, cùng với đoàn còn có các cô dì chú bác, anh em bạn bè thân hữu của cháu Lân hôm nay cùng đi với đoàn nhà trai sang hôm nay. Nhân dịp đầu mùa hè năm mới, và cũng là cái dịp mà chúng ta rất vui mừng toàn quốc ta đã thoát khỏi cái dịch Covid, chúng ta hôm nay được sum vầy vui vẻ là những cái thành tựu lớn lao của đất nước. Hôm nay gia đình nhà trai sang đây cũng lời đầu tiên xin kính chúc các cô, các ông, các bà và quý khách tại gia đình nhà gái có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và tiến bộ thành đạt trong công việc và cuộc sống. Xin trân trọng chúc một sức khỏe các quý vị. Điều thứ ba, chúng tôi đại diện cho gia đình nhà trai, đại diện cho ông Hùng và Gốc mang sính lễ tới gia đình nhà gái theo sự thống nhất giữa hai gia đình của các cụ, các ông, các bà, nhà trai và nhà gái đã ấn định ngày lành tháng tốt để từng bước thành lập, thành hôn cho các cháu. Thì sính lễ gồm có chầu cao và vật phẩm gồm nam cháp để kính dâng lên tổ tiên, và cũng là thể hiện cái lòng trân trọng thân tình để mang từ họ nhà trai sang họ nhà gái. Mong được các bộ, các ông, các bà và ông bà thân sinh ra cháu phượng linh tiếp nhận lễ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ nhà trai nhà gái, tôi xin thay mặt của nhà gái xin trước hết trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ xơi cầu, xơi nước và cùng gia đình chúng tôi chung vui hạnh phúc cho hai cháu. Hôm nay đoàn nhà trai có sinh lễ được đến gia đình nhà gái chúng tôi. Chúng tôi thay mặt xin trân trọng là ông Tám và Bích là bố của cháu Phương ra phòng vườn lễ để đón nhận hoa lễ của bên mọi người trai. Cũng nhân dịp này cũng cho phép chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đoàn nhà trai cùng đoàn nhà gái để chung vui ký trong lo hạnh phúc cho các cháu. Còn chương trình hôm nay là có một chương trình nữa là nội dung là lễ ăn hỏi. Sau lễ ăn hỏi thì đoàn nhà trai sẽ tiến lễ về lễ cưới cho cháu. Chúng báo cáo với toàn thể các cụ, con bà, con dân lên. Mời ông Tám và Bích cùng quan viên đoàn nhà trai với nhà trai cho lễ.
quý cô, quý ông, quý bà, quý cô bác, quý anh em họ hàng và bạn bè thân hữu của quan họ nhà Thái. Tôi là Nguyễn Tây Hiệp, đại diện cho gia đình nhà trai, được ông bà Hùng Gấm sinh ra cháu Ngọc Dần ủy nhiệm làm trưởng đoàn. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới các quý cô, quý ông, quý bà, quý cô bác và quý anh chị em bạn bè thân hữu của cháu Phượng tỉnh nhà gái một sức khỏe dồi dào và gia đình cuộc sống luôn luôn an khang thịnh vượng. Điều thứ hai là gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay chọn ngày lành tháng tốt được đồng ý. Gia đình nhà trai chọn ngày lành tháng tốt được sự đồng ý của quý cụ, quý ông, quý bà và đại gia đình nhà gái. Hôm nay gia đình nhà trai mang sính lễ dẫn cưới tới gia đình nhà gái gồm có hai lễ dẫn cưới và lễ đem theo lễ dẫn cưới, gồm có ba lễ mặc để lễ gia đình tổ thương các cụ bên ngoại, bên nội, bên ngoại và các cụ trong họ, các cụ, các ông, các bà và dâng lên tổ tiên của gia đình nhà gái. Chúng tôi xin trân trọng kính mời gia đình các nhà gái lên để nhận lễ gia đình, xính lễ của gia đình nhà trai, xính lễ để dẫn cưới của gia đình nhà trai và các cái lễ để dâng lên tổ tiên ở gia đình nhà trai đối với gia đình nhà gái. Thưa các cụ, công các bà, quan bên họ nhà trai còn nhà gái, vừa rồi chúng tôi cũng bên họ nhà trai có dâng lễ để cưới cho hai cháu. Thay mặt gia đình chúng tôi xin tiếp nhận toàn bộ lễ cưới của bên họ nhà trai, tân lễ về bên họ nhà gái chúng tôi. Sau đây xin trân trọng kính mời ông bà ông tám và Bích cùng các họ ở các ông bà bên nội và bên nội ngoại đã xin nhận tân hương kính cáo tổ tiên bên nội bên ngoại. Trân trọng kính mời.
là gia đình, nhà cái được sự đồng ý của chính quyền địa phương và hai cơ quan đoàn thể nơi các cháu công tác. Hai gia đình đã chính thức thành tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Giờ này là giờ đẹp, ngày đẹp, tháng đẹp và năm đẹp đối với tuổi của hai cháu. Gia đình nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là Nguyễn Thế Hiệp, đại diện cho gia đình nhà trai được ông bà Hùng Gấm Quỳnh Nhiệm làm trưởng đoàn, xin đến gia đình nhà gái mang xính lễ đến để xin cô dâu Lê Phượng để về họ nhà trai chúng tôi làm lễ thành hôn lần thứ nhất. Kính thưa các quý ông, quý bà và toàn thể quan khách hai họ, chúng tôi cũng xin được bày tỏ là chúng tôi gia đình nhà trai sẽ đón dâu có lần chính thức, và đây là lần một, vào ngày lần chính thức vào ngày mùng 10, để kính mời các quý ông, quý bà, quý cô bác và bạn bè thân hữu đến dự chung vui cùng với hai gia đình chúng tôi. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Anh còn son, em vẫn còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha, em cũng về thưa với mẹ cha, mong ước tình yêu trong câu ca quan họ đã thành sự thật đối với chú rể Ngọc Dần và cô dâu Lê Phượng. Hôm nay hai gia đình, hai bố mẹ, hai dòng họ đã chính thức tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Giờ phút đẹp, ngày đẹp, tháng đẹp, tôi đại diện cho gia đình nhà trai xin dâng lễ dẫn xin cô dâu và xin các cụ cô dâu Lê Phượng đưa cùng vừa toàn thể các cụ, các ông, các bà, quý cô bác, quý anh chị em cùng đưa cô dâu Lê Phượng về nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn lần thứ nhất cho các cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa thưa các cụ, các bà, hai gia đình, hai họ, được sự thống nhất của hai gia đình và được sự yêu thương của các cháu, đây là hai gia đình, hai họ hôm nay tổ chức lễ thứ nhất là lễ ăn hỏi của họ nhà trai dẫn đến họ nhà gái để kính cáo với tổ tiên cùng với các cụ và các bà, và thứ hai là dẫn lễ xin cưới của họ nhà trai đến với gia đình nhà gái ngày hôm nay. Thì gia đình chúng tôi cũng đã xin nhận lễ ăn hỏi, lễ cưới vì được sự thống nhất của hai gia đình do điều kiện hoàn cảnh ở xa mà cũng đã gấp, cho nên là tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới vào cùng một ngày hôm nay. Thế còn lễ cưới chính thức là vào ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần. Em báo cáo với các cụ, các bà, các quý khách như thế. Thì hôm nay thì báo cáo với nè họ nhà trai, là gia đình chúng tôi cũng nhân dịp này là cũng nhận cái lễ ăn hỏi, lễ cưới và cũng tổ chức liên hoan đại gia đình cũng như là ba bề bốn bên họ nội họ ngoại thì diễn ra từ chiều hôm qua và đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì theo được sự thống nhất của hai gia đình là nhà trai có xin đón dâu lần thứ nhất, thì gia đình chúng tôi cũng nhất trí là cho cô dâu trở về nhà trai lần thứ nhất. Và chúng tôi cũng xin phép cũng chỉ có đại diện ba đến năm ông bà
đưa cháu về. Thế còn đến ngày chúng ta bảo như vậy. Và cũng xin chân thành chúc sức khỏe tới các cô khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Và cũng xin mời các cụ các bà xây chầu, xây nước vui. Thank you.
bao giờ sánh đôi.
trở lại bàn tiệc trà của gia đình chúng tôi, chén chầu chén nước và cùng chung vui và đến vui quy, chúc phúc cho tình yêu của đôi tân nhân tân an được trăm năm mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Vâng, xin mời chú thể cùng trở lại hàng ghế danh dự dành cho hai bạn ạ. Và xin được trân trọng kính mời cha đồng quý ông bà quan tiền họ và quý vị khách quý chúng ta cùng trở lại thất vọng hôn lễ của gia đình chúng tôi, chén chầu chén nước và cùng thưởng thức câu hát quan họ của người Bắc Kinh chúng em với những lời tự sinh ca quan họ ngọt ngào nhất để cùng mời tất cả quý vị. Vâng, kính thưa cha đồng quý ông bà quan tiền họ, quý vị khách quý anh chị em rất thân mến, thật là một món quà vô giá, một niềm hạnh phúc yêu thương cho đại gia đình và đình gái chúng tôi, đặc biệt là cho cô dâu và chú rể khi được đón nhận sự hiện diện, những tình cảm trang chứa yêu thương của trên quý ông bà quan viên đại họ, quý vị khách quý đang có mặt tại đây để cùng chung vui, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể bằng một đại lễ vô quy thật là long trọng và vui tươi. Xin được hết lòng cảm ơn và trân trọng trở lại mời chân thành của gia đình, kính mời toàn thể trên quý ông bà quan viên đại họ, quý vị khách quý, chúng ta cùng nhau xây chầu xây nước và bước vào đại lễ vô quy hôm nay để cùng nhau sành tặng tình cảm yêu thương tốt đẹp nhất từ đáy lòng của mỗi người chúng ta. Chúc cho tình yêu của đôi tân nương tân lang được trăm năm mãi mãi hạnh phúc với nhau. Kính thưa quý vị rất thân mến, khi đi đến tình yêu thì tình yêu chính là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay. Và khi nói về tình yêu, ông bà chúng ta có những câu ca rất hay và lãng mạn về tình yêu. Cây có cội mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới đầy cả sông sâu. Cuộc đời vẹn nghĩa yêu thương, chung xây hạnh phúc nên duyên vợ chồng. Yêu nhau vạn sự chẳng để, một trăm chút lệch cũng kê cho bằng. Điều đó nói rằng sức mạnh của tình yêu thật lớn lao, không gì có thể ngăn cản nổi con người chúng ta đến với nhau để trao cho nhau tình yêu thương và hạnh phúc. Và giờ đây, giây phút hạnh phúc đã điểm, thời khắc thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã tới. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được vui mừng và long trọng tuyên bố buổi lễ vô quy chúc phúc cho tình yêu của cô dâu Lê Phượng Sánh Xuyên cùng với chú rể Ngọc Dân xin được chính thức bắt đầu. Chúng tôi rất vui mừng và trân trọng kính mời lên sân khấu một vị đại diện cho ban viên gia đình họ đẹp trai và một vị đại diện cho ban viên gia đình họ đẹp gái sẽ cùng nắm tay nhau tiến bước lên sân khấu để nói lên mối tâm sao đoàn kết gắn bó yêu thương giữa họ và hai gia đình, đồng thời làm các thủ tục xin dâu và nhận rể trong ngày lễ vô quy hôm nay. Xin quý vị chúng ta vui mừng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai quý vị đại diện cho ban viên họ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị rất thân mến, và để phát biểu đầu tiên trong lễ vô quy trọng đại của cô dâu chú rể hôm nay, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lời phát biểu xin dâu từ quý vị đại diện cho ban viên gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Kính thưa các quý vị, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, quý các đại diện cơ quan đoàn thể của hai cháu. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với gia đình nhà gái. Tôi là bác của cháu Dần, được gia đình ủy nhiệm làm trưởng đoàn nhà trai sang đây có sính lễ để xin dâu về nhà trai thực hiện lễ thành hôn chính thức cho hai cháu. Lời đầu tiên cho tôi được thay mặt đoàn nhà trai gửi lời chào trân trọng đến quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa của cháu Phượng. Điều thứ hai, gia đình chúng tôi đã thống nhất chương trình ngày đẹp, giờ đẹp, tháng đẹp. Hai gia đình thống nhất kế hoạch từng bước xây dựng lễ thành hôn cho các cháu. Đến hôm nay đã đến thời điểm gia đình nhà trai mang sính lễ tới gia đình nhà gái. Trước hết để kính cáo tổ tiên và thể hiện tình cảm của ông bà Hùng Gấm và sinh ra cháu Dần và quan họ nhà trai đối với gia đình và dòng họ nhà gái. Thứ hai, sau lễ xin dâu, chúng tôi chọn
cùng với nhà gái chọn ngày giờ tốt để đưa, để đón cô dâu về nhà trai. Nhân dịp này tôi cũng kính mời các cô, các quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác và bạn bè thân hữu của cô dâu Lê Phượng sẽ bớt chút thời gian đưa cô dâu về bên hội trường của gia đình nhà trai để tổ chức hôn lễ. Cuối cùng, trước khi dừng lời, xin kính chúc tất cả các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và trong cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu rất chân tình và đầm thắm tình yêu thương của quý vị đại diện cho quan viên gia đình họ đại trai rất nhiều. Kính thưa quý vị rất thân mến, ngay sau đây để thay mặt cho đại gia đình họ đại trai chúng tôi chính thức công nhận từ nay chú rể Ngọc Dần sẽ để con một nhà trong đại gia đình chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và dành một tràng lót tay thật lớn để chào đón người phát biểu yêu thương từ quý vị đại diện cho quan viên gia đình họ đại trai. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Kính thưa trên các cụ, các ông bà, hai gia đình, hai họ, thưa các quý khách, ngày hôm nay là ngày rất đẹp, tháng đẹp, hai gia đình, hai họ tộc tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu Ngọc Dần và cháu Phượng. Giờ phút này chúng tôi vô cùng phấn khởi được đón tiếp các cô, các ông, các bà, quan họ, nhà trai cũng như là các quan khách đến làm lễ vu quy tại gia đình chúng tôi và mừng cho các cháu, mừng cho gia đình chúng tôi. Tôi xin được đại diện cho gia đình, cho gia tộc họ Lê ở Phú Văn, Phú Hòa, Bắc Linh xin gửi tới các cô, các ông, các bà, hai gia đình, hai họ tộc và các quý khách một lời chào trân trọng nhất, một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Vừa qua chúng tôi đã nhận được bài phát biểu của ông đại diện cho quan họ nhà trai đưa cháu Dần về gia đình chúng tôi làm lễ vu quy và xin được đón cháu Phượng về làm lễ thành hôn tại gia đình nhà trai ở Hưng Yên. Tôi xin được đại diện cho gia đình ông Tám Bà Bích và gia tộc họ Lê, từ giờ phút này hai cháu đã lên duyên chồng vợ và gia đình chúng tôi cũng chính thức nhận cháu Dần làm con rể gia đình ông Tám và con rể cháu rể họ tộc chúng tôi. Từ giờ phút này cháu Dần và cháu Phượng đã lên duyên chồng vợ. Chúng tôi cũng mong rằng hai cháu luôn luôn vun đắp hạnh phúc của mình đời đời bền vững và ra hoa kết trái lâu dài. Một lần nữa tôi cũng xin thay mặt cho gia đình xin kính mời các cụ, các ông, các bà, hai gia đình, hai họ tộc và các quý khách xơi chầu, xơi nước cùng vui hạnh phúc với các cháu và gia đình chúng tôi. Cuối cùng, một lần nữa, chúng tôi xin thay mặt cho gia đình, cho họ tộc. Một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, hai gia đình, hai họ có một đời, có một sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.
xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu rất chân tình và thắm tình yêu thương của quý vị đại diện cho con viên gia đình họ để gái rất nhiều, và xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để một lần nữa chúc tình thông gia của ấy họ hai gia đình được trăm năm bền kết gắn bó yêu thương theo tình yêu của cô dâu và chú rể, và chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Trời quý ông bà, quý vị khách quý đang có mặt tại đây, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng theo bước chân tình yêu của chú rể và đón cô dâu ra đến gia tiên trong thời gian ngắn trước toàn thể quý vị đang có mặt tại nơi đây. Đại diện cho anh họ cùng trao quyền sở xin đâu cho đại gia đình và đình ấy. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho tình thông gia của anh họ hai gia đình được trăm năm bền kết gắn bó yêu thương theo tình yêu. Ok, kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Đứng lại. Về nhà hai bác tỉnh và bác
con cũng không mệt. Tôi thấy cụ bà còn hàng ngày đến đổ vô cho cụ ông, lấy nước, lấy tâm cho cụ. Hai cụ yêu nhau đến giờ phút cuối cùng. Đó là một cái gương rất sáng mà các cháu phải noi theo. Ông năm nay đã ngoài 80 rồi, chắc cũng không thể sống với các cháu mãi mãi được. Ông mong rằng các cháu sẽ nhớ lời ông, ghi nhớ để mà yêu nhau cho đến mãi giàu đầu quả răng lông mà thôi. Thế là trước khi vào đọc thơ thì hôm nay ông chẳng có gì cả, tiền cũng không, bạc cũng chẳng có gì, vàng cũng không có, chỉ có mấy vần thơ lục bát để mừng cho hạnh phúc hai cháu và hai gia đình. Thì trong kia bài thơ lục bát này có một câu mà hai cháu cần ghi nhớ, đó là cái câu gì? Trăm năm hạnh phúc đoàn viên một nhà. Câu ấy là các cháu phải ghi nhớ. Trăm năm hạnh phúc đoàn viên một nhà. Thì ông có 10 câu lục bát và một bài thơ đường luật để mừng hạnh phúc cho hai cháu, cho hai gia đình, cho hai họ. Mừng hạnh phúc hai cháu Dần và Phượng. Năm nay 22 là dương, âm là nhâm dần, sen thường sánh đôi. Mùa xuân đã kết thúc rồi, nhưng hiêu may nắng nhạt vẫn hợp thời kết duyên. Phượng Dần đôi lứa ương yên, trăm năm hạnh phúc đoàn viên một nhà. Mai ngày nảy lộ sinh hoa, cha truyền con nối nghiệp nhà tổ tông. Hai bà gấm bích bế bầu, mừng thầm có cháu nối dòng tương lai. Thì đây là cái bài mà gọi là bài được phát. Bây giờ bài thứ hai là cái bài được luật. Hai nhà mở tiệc kết thông gia, đôi trẻ lên duyên thật mặt mày. Rể thảo công thành do hiếu học, mà dâu hiền danh toại bởi tề gia. Nền nhân tích thiện hai dòng họ, nghĩa trọng tu nhân bốn mẹ cha. Nội ngoại vui mừng ngày thánh nghỉ, bạn bè chúc phúc quả khai hoa. Xin hết ạ. Xin chân thành cảm ơn và xin gửi lời chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các ông, các bà và gia đình hai họ. Một lời chào trân trọng nhất. Xin hết ý kiến. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn những phần thơ yêu thương của ông. Chúc phúc cho hai cháu rất nhiều. Và kính thưa quý vị, và sau đây để cùng đáp lại những vần thơ yêu thương của ông trong gia đình nhà cô dâu, chúc mừng cho cô dâu xuất thể, gia đình họ nhà trai cũng có ông đại diện muốn có những vần thơ yêu thương để chúc mừng cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời ông cùng tiến bước lên sân khấu ạ. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cho những vần thơ yêu thương của ông đại diện cho con viên gia đình họ nhà trai chúc mừng hai cháu. Kính thưa quý các cụ, hai họ, kính thưa bạn bè, anh em thân hữu của bố mẹ cô dâu chú rể, kính thưa toàn thể các vị trong hội hôn,
với tinh thần là chúng tôi thấy là cụ đây là đại diện họ nhà gái có thơ chúc cho cháu chúc hạnh phúc và nói thêm cái nỗi niềm của tâm tư của cụ, thì tôi thay mặt cho các cụ, các ông các bà họ nhà trai có đôi lời gọi là xin chúc phúc cho các cháu. Mà tôi làm đây thì xin báo cáo các cụ đây còn là không phải là thơ, nhưng mà không phải là gọi là văn gì cả, mà chỉ là tự mình nghĩ ra thế nào để xin chúc cho các cháu. Tức là có lời chúc như thế này: cháu Dần, cháu Phượng đã kết hôn, sang năm sinh một cháu trai, giống Dần giống Phượng chẳng giống ai, nuôi cho cháu lớn mà vững bước, bước tới tương lai kẻo nữa hoài. Thank you.
dâu về chồng là lễ thành hôn. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Các quý vị, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác, bạn bè thân hữu của cháu Phượng, đã đến giờ hai gia đình thống nhất để đưa cô dâu về gia đình nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước khi dừng lời, tôi xin đại diện cho gia đình nhà trai một lần nữa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình, thắm tình, thắm nghĩa của các quý cụ, quý ông, quý bà và quan viên họ nhà gái đã mang về một tình cảm tốt đẹp cho họ nhà trai. Giờ phút, giờ đẹp, ngày đẹp đã đến, gia đình nhà trai xin phép các cụ, các ông, các bà được đưa cháu Phượng, cô dâu hôm nay về hôn trường nhà trai để tổ chức lễ thành hôn chính thức cho các cháu. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô bác, quý bạn bè thân hữu của cháu Phượng bớt chút thời gian cùng đưa cô dâu về bên nhà trai để làm lễ thành hôn. Xin trân trọng cảm ơn.
giàu sang chơi, đã sang thì tới tận nơi, mời ông miếng vỏ, mời bà quả cau. Cau ngày cưới căng phòng bảy hạt, quận với chầu biết mấy yêu thương, hương trà bác ái thật thơm. Và hôm nay hai bạn chính thức lên duyên vợ chồng. Và ngày chúc phúc này thì trân trọng kính mời hai nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chú rể Ngọc Dật và cô dâu Lê Phượng. Hai em sẽ trở lên khán đài tình yêu hạnh phúc sân khấu chính trong buổi ngày vui hôm nay để ra mắt cũng như cúi đầu chào tất cả đại của quân viên họ. Trân trọng và kính mời chú rể cô dâu, hai em sẽ trở lên chính giữa khán đài tình yêu hạnh phúc của mình trong buổi ngày vui hôm nay. Hai gia đình thống nhất tổ chức
lễ thành hôn xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, cháu Ngọc Dần và cháu Lê Phượng. Chúng tôi xin được đại diện cho quan họ nhà gái trước tiên đến quan họ nhà trai thay mặt cho đoàn đưa dâu. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các cụ, các bà, các quý khách của hai gia đình, hai họ. Kính thưa các quý vị, được sự thống nhất của hai gia đình, ngày hôm nay tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Sáng hôm nay, gia đình họ tộc nhà chúng tôi ở Bắc Linh đã được đón nhận các quý vị, các cụ, các bà, họ nhà trai đưa cháu Dần đến làm lễ phu quy tại gia đình chúng tôi. Và giờ phút này chúng tôi xin được đại diện cho gia đình cháu Phượng cũng như toàn thể họ tộc nhà chúng tôi đưa cháu Phượng về làm dâu, làm con gia đình ông Hùng bà Gấm cùng với họ tộc của cháu Dần. Kính thưa các quý vị, ngày hôm nay hai cháu được sự tổ chức của hai gia đình, hai họ, hai cháu đã lên duyên chồng vợ. Tôi là bác ruột của cháu, cũng xin mong rằng hai cháu luôn luôn vun đắp hạnh phúc của mình bền chặt mãi mãi và nở hoa kết trái trăm năm hạnh phúc. Và cũng mong rằng hai cháu luôn luôn phấn đấu làm sao hai cháu xứng đáng là dâu hiền rể thảo của hai gia đình, hai họ tộc. Kính thưa hai gia đình, hai họ, trước khi ngừng lời, chúng tôi một lần nữa xin được gửi lời chào, lời chúc với tất cả các cụ, các ông, các bà, hai gia đình, hai họ một lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chân thành và cảm ơn lời bảng ngọc của vị đại diện cho gia tộc quân viên họ nhà gái. Kính thưa tất cả quý vị, đúng là lời vàng lòng ngọc sắc son, vui chúc hạnh phúc bảo con cháu rằng cho tiền cho bạc còn rơi, lời hay ý đẹp đời đời không quên. Và quan viên họ nhà gái dặn dò chú rể rằng anh đón đưa em về bên ấy, cô dâu hiền với cả tấm lòng thương, lúc con đi mẹ có dặn dò chữ trung chữ hiếu vẹn phần lo toan, mẹ mong con xứng dâu ngoan, mọi người khen ngợi hân hoan tấm lòng. Và để đáp lời với gia tộc quân viên họ nhà gái thì xin chào quý mời bác đại diện cho gia tộc quân nhà trai xin đưa lời đáp từ. Xin chào bạn, kính mời bác. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô bác họ hàng gần xa, quý các bạn thân hữu của cháu Dần và cháu Phương. Hôm nay ngày lành tháng tốt, thực hiện kế hoạch của hai gia đình đã thống nhất, được sự đồng cho phép của hai cơ quan nơi cháu Dần, cháu Phượng công tác, được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi gia đình sinh ra cháu Phượng và nơi sinh ra cháu Dần đồng ý. Hai gia đình chúng tôi hôm nay chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên
tôi xin đại diện, tôi là bác ruột, tôi là bác và cháu Dần, xin thay mặt gia đình cảm ơn sự hiển diện, sự có mặt của quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô bác và quý anh chị em xa gần có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Sự có mặt của quý vị là niềm vinh hạnh, là hạnh phúc của gia đình của chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Đặc biệt, gia đình nhà trai chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý cụ, quý ông, quý bà con, cô bác và bạn bè, gia đình nhà gái, đặc biệt là bác ruột, vị trưởng đoàn nhà gái đã bớt chút thời gian công sức tỏ thể hiện tình thương yêu với cô dâu, chú đáo với con, với cháu mình, đã hôm nay đã đưa cháu về Hưng Yên để làm dâu ông Hùng bà Gấm và làm cháu làm thành viên trong gia đình nhà trai chúng tôi. Chúng tôi một lần nữa chúng tôi cảm ơn các ông trưởng đoàn và tất cả các cụ và quan viên họ nhà gái đã đưa cháu về làm dâu. Đối với cháu Dần và cháu Lê Phượng thì bác có mấy lời như thế này. Cháu Ngọc Dần hiện nay là kỹ sư hóa chất, trưởng kíp vận hành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Hôm nay cháu đã xây dựng gia đình, hãy trân quý như tình yêu đúc kết từ bao ngày bao tháng các cháu ước mong. Cháu hãy quý chồng người vợ từ giây phút đầu tiên cho đến trăm năm bạc đầu. Về mặt công tác, cháu tiếp tục phải học tập và làm việc thật tốt để trở thành một người trưởng kíp vận hành nhà máy điện Thái Bình xuất sắc, để trở thành một cán bộ kỹ thuật đặc biệt ưu tú của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVN. Đối với cháu Phượng, bác cũng căn dặn cháu rằng hôm nay cháu đã có chồng, đã có người để thương yêu tay ấp đầu gối, cháu hãy chăm sóc và thương yêu chồng mình cho đến cuối đời đầu bạc răng long. Về công tác, cháu Phượng đang là bác sĩ ở bệnh viện ở Hà Nội. Cháu hãy học tập, cố gắng vươn lên để trở thành thầy thuốc như mẹ hiền, như lời bác Hồ đã căn dặn. Trước khi dừng lời, một lần nữa tôi xin nhận thay mặt gia đình nhận cháu dâu chính thức về làm dâu gia đình và mong rằng cháu sẽ phấn đấu trong cuộc sống và công tác. Một lần nữa chúng tôi cũng chính thức giao cho ông trưởng đoàn nhà gái cháu rể Ngọc Dần để làm về con rể, cháu rể và thành viên trong gia đình nhà gái. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc sức khỏe tất cả quý cô, quý ông, quý bà con, cô bác, quan viên hai họ, bạn bè gần xa, thân hữu của cháu Dần và cháu Phượng. Một sức khỏe dồi dào, cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn, trân trọng kính mời hai quý ông sẽ bắt nhau một cái tay chào để cho phần thân gia giữa hai bên gắn bó và keo sơn. Và cũng xin kính chúc tới hai quý ông của chúng ta được luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và ngày hôm nay thì trân trọng kính mời hai quý ông sẽ dẫn dắt chú rể và cô dâu đi vào trong nhà làm lễ gia tiên. Một nghi lễ rất biệt trong buổi ngày vui hôm nay. Nghi lễ là người đạo lý uống nước nhớ nguồn và kính cáo với tổ tiên của chúng ta, chú rể Ngọc Dần và cô dâu Lê Phượng của chúng ta. Được trăm năm tình viên mãn trọn đời như phu thê. Và cũng xin kính chúc tất cả quý vị khách được một năm an khang và thịnh vượng, vạn sự thành công. Trân trọng và cảm ơn. Oh.
nhiều lần chưa? Nhà đời thật. Những giọt rượu đang chảy ra, được ví như nước vào mặt.
của hai em dành cho nhau. Và tiếp theo là hai em sẽ vui chia sẻ xung quanh thứ hai. Chân trọng kính
như cây đa cây đề. Dạ vâng. Và tiếp theo trân trọng kính mời lên sân khấu, món quà tiếp theo là món quà của răng môi mình ấm lạnh
của ông bà quen biết nhà giản dị. Lúc ở nhà cháu luôn nhường nhịn, chịu thiệt thòi càng nghĩ ông bà cùng càng thương. Từ hôm nay cháu sống ở nhà chồng, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Dạ vâng, bà là con gái này là bà Ý Ngọc rất biệt để dặn dò cho chú rể và con dâu rằng mai sau dù hai cháu có vất vả đến đâu thì bà cứ chúc phúc hai cháu được ở bên nhau suốt đời. Và xin chào một tay thật lớn để dành cho bà của chú rể con dâu nào.